Dạ, kính đảnh lễ Đệ Đức Thanh Tâm, Chư Tôn Đức Tăng, xin chào quý vị Phật tử. À, cảm ơn quý vị. Hôm nay sư không thấy Đệ Đức có tính vô trong lớp, chắc không biết có chuyện gì hay không chứ sư cũng không hiểu. Cho nên, dạ đúng rồi. Thì bây giờ không thấy trong lớp học là đúng là không có cho nên thấy Đức Pháp Tính không có vào trong lớp cho nên nay sư mới vào. Thôi như vậy thì hôm nay chúng ta sẽ sinh hoạt, sư sẽ sinh hoạt với quý vị buổi hôm nay luôn. Vậy thì bây giờ hôm nay mình sẽ học cái gì thì ta? Thật ra hôm nay nếu mà học tiếp cái bài học kia thì suy nghĩ rằng nó sẽ không kịp thời gian đâu. Bởi vì suy chưa có coi trước. Thôi thì hôm nay sư sẽ trình bày cho quý vị thêm về cái bài học ngày hôm qua đi. Nếu như mà chúng ta học tiếp á, sư nghĩ rằng nó không đủ thời gian là một, với cái thứ hai sư cũng chưa có tham khảo những cái phần mà nó cần thiết phù hợp cho cái lớp học của mình, cho nên suy nghĩ rằng nó sẽ không có kịp thời gian. Câu hỏi của cô Nguyên Trang là câu hỏi ngày hôm qua mà lúc mà cô có PM hỏi sư đó hả? Rồi ok, vậy đi. À, thưa quý vị, bây giờ trước khi bắt đầu chúng ta làm lễ Tam Bảo tóm tắt, sau đó sư sẽ trình bày một cái vấn đề mà cô Nguyên Trang quan tâm mà hỏi. À, ngày hôm qua có hỏi sư một cái câu hỏi cũng rất là hay. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh đẳng giác. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ giáo pháp Đức Thế Tôn thuyết giảng có công năng hướng thượng, đi đến sự đến nay có lòng tin và thực hành theo. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Tăng, những bậc đã được truyền thừa và thực hành theo giáo pháp. Các ngài đã đắc được quả thánh hoặc còn phàm, là mô phạm của chúng sanh, là phước điền của chư thiên và loài người. Chúng con xin làm lễ ba ngôi cao quý đó. Thông thường thì tất cả chúng ta, thật ra những người mà còn còn ở tuổi thanh xuân á, còn trẻ trung, thì mình chưa bao giờ mình nghĩ đến những cái chuyện mà trước sau gì mình cũng phải đối mặt. Và thậm chí mình có thể đối mặt với điều đó bất cứ lúc nào. Đó chính là không biết rằng làm thế nào, bằng cách như thế nào mà nếu như chúng ta có thể nhắm mắt ra đi bất kỳ lúc nào thì cái
cái sự ra đi của mình nó cũng có cái gì đó nó bảo đảm hơn cho mình về cái sanh thú, sanh thú tái sanh, là cái thứ nhất tốt đẹp. Cái điều thứ hai nữa đó chính là làm như thế nào để cho những cái kiếp còn lại của mình á, trong vòng sanh tử luân hồi, mà mình luôn có cái sự thuận lợi trong cái vấn đề cuộc sống, và nhất là trong việc tu tập của mình nó mau sớm hướng đến giải thoát. Thì thưa quý vị, quả thực mà nói đây là một chuyện mà hầu như nếu như mà những ai mà biết lo xa, biết lo xa, thật ra nói lo xa thì nó cũng hơi quá đáng. Trên thực tế mình hay có một cái cách suy nghĩ cục bộ. Quý vị xin chờ xíu xíu, xin nói mấy anh thợ này ngưng tay một chút, nó ồn quá. Mình hay suy nghĩ rất là cục bộ, đó chính là chừng nào mà mình sống mà gần tới già sau khi mình đã hưởng đời sống cả vài chục năm rồi, tới khi mà mình gần lớn tuổi, bây giờ mình mới đối mặt với sự chết. Thưa quý vị, thật ra mình hiểu như vậy là chỉ có một khía cạnh mà thôi. Thông thường nếu như đối với sự chết, nó có đến 4 cái trường hợp có thể xảy ra. Thứ nhất là chết do hết phước. Thứ hai là chết do hết tuổi thọ. Thứ ba là chết mà vừa hết phước và hết tuổi thọ cùng lúc. Và cuối cùng nó có một cái trường hợp, đó là chết bất đắc kỳ tử. Bất đắc kỳ tử. Thì trong 4 trường hợp như thế này á, thông thường thì 3 trường hợp đầu là được xem như là chết nó cũng đúng thời, gọi là chết hợp thời á. Còn cái trường hợp thứ tư đó, thưa quý vị, đó là một cái trường hợp chết gọi là không có hợp thời. Tuy nhiên ở trong cái cuộc sống đấy hiện nay á, thưa quý vị, chúng ta đối mặt với nhiều cái loại bệnh nguy hiểm, tức là mình có thể chết bất cứ lúc nào. Có những người á, thưa quý vị, thật ra suy nghĩ rằng kể cả trong chư tăng với nhau, có những vị rất là khỏe, sức khỏe rất là tốt, thậm chí rất là cao to hơn sư rất là nhiều, nhưng mà trong một cái khoảng thời gian tích tắc thôi, tự nhiên nó đổ bệnh và vài tháng sau thì được báo tin là chư tăng đã đi tụng kinh cầu siêu cho vị ấy. Chuyện này đối với những gì mà sư đã được nghe và chứng kiến thì nó cũng không có gì làm lạ hết. Cho nên thông thường ngồi ăn cơm chung với Đức Phật, sư hay có một cái câu nói chơi. Sư nói chơi như thế này, sư nói đừng có tưởng rằng coi như là to mập, to cao, khỏe mạnh là ngon lành nha, chưa chắc ạ. Bởi vì nhiều khi nhìn thấy cái thân của con coi như là nó giặt dẹo vậy, chứ mà nhiều khi nó sống dài hơn chúng ta thấy rằng có những cái trường hợp đó, thưa quý vị, những cái loài cỏ dại á, tuy nó không có đẹp, tuy nó không có to lớn, tuy nó không có được nhiều người lưu tâm, nhưng mà cái sức sinh tồn của nó, thưa quý vị, nó bị người khác giẫm đạp, nhưng mà nó sống rất là lâu, sống rất dài. Còn những cái cây cổ thụ đó, thưa quý vị, nó vô tình á, nó lại là cái tầm ngắm của những người mà người ta có tâm tham, hoặc là người ta có thể cưa nó bỏ đi bất cứ lúc nào. Chứ đừng có nghĩ rằng có những trường hợp mình thấy nó lại ngược đời như vậy đó.
Đấy, chuyện thực rất là thực tế. Cho nên quả thực mà nói thì ngoài cái vấn đề mà chúng ta chết đúng thời ra, nó có một cái chuyện khác nữa, đó là chết bất đắc kỳ tử. Thưa quý vị, bất đắc kỳ tử có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, có thể là do ngay trong hiện tại mình bất cẩn trong công việc, hoặc là không phải do mình bất cẩn mà người khác bất cẩn đó, cái chuyện này nữa, người khác bất cẩn gây tai nạn cho mình rồi, hoặc do một cái loại nghiệp nào đó mà mình đã từng tạo ở trong quá khứ, nó thuộc về ác trọng nghiệp, nó có thể khởi lên chặn đứng cái sanh nghiệp của mình ngay lập tức và trở thành tạp nghiệp. Cho nên chuyện này mình cũng phải nghĩ đến đó. Đây mới là vấn đề mà thông thường nếu như mà một số những người mà người ta quan tâm á, thì chúng ta không có bỏ qua, không có bỏ qua cái trường hợp không có mong muốn này, mình cũng phải nghĩ đến cái chuyện này. Thưa quý vị, thật sự nếu mà mình muốn tạo cho mình một cái hành trang nó tương đối là nó bảo đảm á, nó tương đối là nó có một chút gì đó gọi là tự tin bước vào cái cuộc đời hay là cuộc sống mới, hay là ở đây đối với sanh tử luân hồi thì mình gọi là một kiếp sống mới. Trong kinh điển Đức Phật ngài dạy có rất nhiều, tuy nhiên sư có thể cô đọng cho quý vị theo hai cái hướng, hai pháp như thế này thôi. Thứ nhất á, là mình nên làm tất cả những cái việc thiện trong cái điều kiện mà mình có thể làm, mình có thể làm. Việc thiện đó bao gồm cả tất cả những pháp như là chúng ta bố thí cho ra, giúp đỡ người khác bất cứ khi nào mà mình có thể và khả năng của mình cho phép. Đó là chuyện thứ nhất. Ý chuyện thứ hai á, là kể cả đối với việc mình ráng hạn chế ngăn ngừa tất cả những cái điều ác, đừng có làm bằng cái cách như là mình tránh bớt cái sự sát sanh, mình tránh xa cái sự sát sanh, lấy của không cho, vân vân. Nói chung là những cái việc ác mà nó có thể đưa đến cái kết quả khổ đau đó, nên nên ngăn ngừa. Rồi mình làm những chuyện như là cung kính phục vụ, đó. Nghe pháp, thính pháp, hồi hướng, tùy hỷ, vân vân. Bất cứ lúc nào mà khả năng của mình có điều kiện để mà cho phép mình làm cái chuyện đó, đó là vấn đề thứ nhất. Bởi vì khi làm những việc này á, được xem như là chúng ta có được cái phước thưa quý vị, cái phước của thiện nghiệp. Cái pháp này á, dù mà nếu như mà chúng ta có mảy may bị sa vào khổ cảnh thì mình cũng sẽ không có chịu khổ, mình cũng sẽ không có chịu khổ lâu dài thưa quý vị. Bởi vì cái người mà có nhiều thiện thiện sự công đức đó, cái cơ hội để mà tái sanh nhàn cảnh của người đó nó rất là thuận, nó rất là thuận, nó không có phải chịu những cái thời gian chịu khổ lâu dài ở trong đọa xứ. Ngoại trừ những trường hợp cái loại ác nghiệp nào mà chúng ta tạo nó quá nặng nha thưa quý vị, chẳng hạn như trường hợp của tỳ kheo Đê Hóa Đát Tát, vị này được xem như là cái công đức mà vị đó tu tập đó, thì đó tạo được đó, nó cũng không có ít đâu. Chúng ta thật ra chưa chắc là cái gì so với vị đó đâu, nhưng mà sở dĩ mà vị này á phải chịu khổ trong địa ngục lâu là cái trường hợp này, vị này đã tạo cái ác trọng nghiệp nó nặng quá. Còn thông thường thì tất cả chúng ta ở trong một cái tình trạng là mình cũng không có dám làm những cái chuyện ác đó. Chính vì thế mà nếu như mà mình có nhiều cái công đức á thì nó cũng khỏe lắm thưa quý vị, nó cũng khỏe lắm. Rồi
Vấn đề thứ hai nữa đó là ngoài việc làm thiện ra, những loại thiện thông thường ra, chúng ta nên nghĩ đến việc tu tập phát triển cái đời sống nội tại của tâm. Cái điều này, cái điều thứ hai này khá là quan trọng. Tại sao lại như vậy thưa quý vị? Hôm qua trong một cái bát mà sư nói, sư giảng ở bên lớp học Buddha Dhamma, sư có đề cập đến chuyện như thế này. Cái hành trình sống của mình đó, ở trong sanh tử luân hồi này nó có ba cái thời điểm. Thế là chỉ có ba cái thời điểm mà thôi. Thứ nhất là thời điểm cận kề cái chết và thời điểm mới tục sanh. Đó là hai. Còn ngoài ra cái thời gian mà khi mà các căn của mình nó đã vững mạnh để cho đến lúc mà mình đối mặt với cái chết đó, thì cái thời điểm đó đó được gọi là thời thời điểm bình nhật, thời điểm bình nhật. Và có một cái chuyện là ở cái thời điểm mà cận tử và tanh đó, đúng quý vị, đó là cái lúc mà chúng ta khó có thể mà kềm lòng mà giữ tâm mình được nhất. Hầu như có thể nói rằng là trong thời sống bình nhật chúng ta có thể tự thu thúc được, bởi vì nó có sự vững mạnh của các căn cộng thêm sự trợ giúp của ngoại cảnh tác động, chẳng hạn như là mình gần thiện bạn hữu vân vân, mình có điều kiện để tạo phước vân vân, hoặc là mình khéo tác ý thì mình có thể gìn giữ được nội tâm của mình bằng lý trí. Nhưng mà trong lúc cận kề cái chết thì thưa quý vị, lúc đó hầu như cái sự sanh khởi của nội tâm phần đông của chúng sanh đó, nó chẳng qua nó chỉ theo cái, nó rất là yếu, mất đi cái sự tự chủ của bản thân rất nhiều. Và có thể nói rằng là sự diễn hoạt của nó tùy thuộc vào cái tính chất mạnh yếu của ác và thiện pháp mà mình đã tự từng tạo ở trong quá khứ. Mình không có kiểm soát được, phần lớn là như vậy. Nếu như mà mình may mắn, chúng ta ra đi trong một cái hoàn cảnh thuận lợi, không có bị khổ thân, không có bị những cái gì đó nó bận tâm ở trong cuộc sống mà mình hối tiếc những việc mà chưa giải quyết xong, vân vân, thì chúng ta có thể thuận lợi trong việc tái sanh của mình. Nhưng mà ngược lại á, nếu như mà mình ra đi mà trong cái hoàn cảnh thân của mình nó đang mang bệnh, nó đau nhức, rồi cộng thêm có những chuyện ưu tư mà mình chưa có thực hiện xong ở trong cái kiếp sống đó, mình còn lưu luyến cái gì đó, rồi chưa kể những cái sự tác động ở bên ngoài, gần ra đi rồi mà còn nghe con cái mình hay là người thân của mình lẻo nhẻo những cái chuyện không đâu ra đâu, vân vân, đủ thứ. Thì lúc đó chúng ta thấy rằng nó cũng hơi nguy hiểm, nó cũng hơi nguy hiểm. Cho nên rất cần thiết cái sự luyện tập khả năng nội của bản thân về tâm. Chúng ta rất cần. Bởi vì nếu như mà cái người mà từng có sự tu tập Phawana, Samatha Phawana và Vipassana Phawana thưa quý vị, thì vì đó có thể nói rằng có cái điểm tựa khá là an ổn ngay trong cái lúc rất là cấp bách đó, ngay trong cái lúc rất cấp bách đó. Thời điểm đó nó không có nhiều thời gian để cho chúng ta chuẩn bị đâu. Mình đã đến nước tới chân rồi thì mới tới mà nghe chư tăng hay là ai đó, lúc bây giờ mình mới mở cái thường sư Việt Nam á, lúc mà hấp hối bệnh hoạn, lúc mình mở những cái băng mà tụng kinh chẳng hạn như Nam Mô A Di Đà Phật tụng 24 trên 24 mà bỏ pin tụng mà cháy máy luôn, tụng máy tụng thôi chứ bên trong tâm mình đâu có tụng nổi thưa quý vị, đó là chỉ là máy tụng thôi. Cái quan trọng là làm sao mà nội tâm của mình không có bị dao động, thì cái này nó cần phải
trải qua cái thời gian mình tu tập, mình đợi lúc đó mình mới nghe pháp á, mình mới nghe tụng kinh niệm Phật á, không kịp đâu. Ngay trong lúc mà đời sống mà mình còn tỉnh táo, còn sức khỏe, còn có điều kiện để mà tu, thì lúc bây giờ mình phải luyện tập trước. Đợi cho lúc đó đó, ví dụ như khả năng mình tu 10 đi, thì tới đó do bản chất tâm phàm phu mà, thì nó trừ hao ra nó còn 5 phần hay là 6 phần thôi, 6 phần cái năng lực của tâm để mà tự chủ được thôi, lúc đó nó cũng ok rồi, lúc đó cũng khỏe rồi. Còn huống hồ gì nếu như mà trong đời sống bình thường mình chả có tu hành gì hết, tâm mình cứ để cho nó bay theo cái sự vận hành của nó, mà vốn mà để cho nó bay theo cái sự vận hành đó, thì nó chiều hướng của con si bao giờ nó cũng mạnh hơn. Bởi vì chúng ta nên nhớ rằng những con người á, mà tâm nó luôn luôn có thuần thiện, kể cả trong lúc chết á, như trong kinh mà mình hay nghe đó, thường là những người đó đã trải qua cái quá trình tu tập rất là nhiều rồi, chứ không phải là tự nhiên mà có đâu, chứ không phải tự nhiên mà người ta được như vậy, không có chuyện gì tự nhiên hết. Cho nên ai á, mà nói rằng không có cần phải luyện tập tu tập Samatha Phavana và Vipassana Phavana, thì điều đó nó không có đúng đắn đâu, không đúng đắn. Những người người ta luyện gần chết đi nè, có nghĩa là ngồi thiền mà huống hồ là muốn coi như là mòn cái chỗ ngồi luôn, còn chưa thấy gì, huống hồ gì mà để cho nó phan nguyên tầm bậy tầm bạ, rồi đòi có cái sự làm chủ được tâm, đòi có cái sự chiều hướng tâm nó khởi sanh tốt, thì cái chuyện đó ở đâu mà ra, chuyện đó ở đâu mà ra. Một điều mình nên nhớ nữa rằng là trong cái phạm vi mà tu tập nó có ba cái trường hợp. Thứ nhất là những cái mà mình hiểu biết do học, gọi là pháp học, và thứ hai là pháp là thứ hai là cái sự hiểu biết do suy nghĩ, và thứ ba là sự hiểu biết do tu tập. Thì trong ba trường hợp này thưa quý vị, nói thật là ở lĩnh vực mà mình học á, mình nghe mình suy nghĩ không thôi, thì nó chỉ có cái năng lực rất là hạn chế của nó thôi. Bởi vì trên thực tế thưa quý vị, khi mà mọi thứ nó diễn ra, nó không có chờ cho mình suy nghĩ đâu. Nó không, chúng ta nên nhớ một điều, hồi đó sư có nghe một cái câu nhắc của ngài thầy của sư dạy sư tu tu tập, đó là thầy Tejaniya, thầy nói một cái câu như sau, là các pháp nó không có chờ cho mình suy nghĩ. Chúng ta nên nhớ một điều, tin là quý vị cứ thử đi, khi mà có ai mà nói cái gì xấu tới mình là lúc đó mình rồi, mình không thể nào mà lúc đó mình niệm là ngã à được nữa, chúng ta không niệm kịp đâu. Vì vậy mà những gì mà chúng ta muốn có được cái năng lực đó, là mình phải phải rèn luyện cho tâm những cái phẩm chất nó có cái sự nhạy bén để bắt kịp theo cái sự vận hành của danh pháp và sắc pháp. Bởi vì nó rất là lẹ thưa quý vị, nó lẹ thì mình cũng phải tương ứng với nó, thì mình mới có thể nói đến chuyện ăn thua được với nó chứ. Còn bằng như mình không có luyện những cái kỹ năng về thiện pháp trau dồi làm sao để cho nó nhanh y chang nó, thì làm sao mà mình bắt kịp được nó, bắt kịp. Chính vì thế mà nếu như chúng ta muốn có cái sanh thú nó tương đối nó bảo đảm á, thì cái việc thứ hai rất là quan trọng, đó là rèn luyện về đời sống nội tâm. Bởi vì á, thưa quý vị, có những vấn đề cho dù mình làm thiện suốt cả một cuộc đời, nhưng mà lúc mà mình đâm chung á, tâm của mình hoảng loạn, thì những thiện pháp của mình cũng không thể nào nhớ được đến những cái thiện pháp của mình. Mình không nhớ nổi đâu. Lúc đó là phiền não nó tràn ngập, nó áp đảo chúng ta. Nhưng nếu mà ngược lại, ngay trong những cái giây phút quyết định đó, chúng ta vẫn giữ được một cái chỗ đứng cho mình, một cái thái độ bình tĩnh để mà chấp nhận đương đầu, thì lúc bấy giờ cái việc mà điều phối để mà suy nghĩ
đến những việc thiện mình đã từng làm ở trong quá khứ hay là trong đời sống bình nhật của mình trong kiếp đó, là điều rất là có thể, thưa quý vị, là điều là có thể, là điều rất là có thể. Cho nên sư rất là để ý đến cái khía cạnh thứ hai. Bởi vì tại sao? Nếu như mà chúng ta làm thiện không thôi á, thì nó không phải là nó không có kết quả. Nó không phải là nó không có kết quả, nó vẫn có cho kết quả của nó. Nhưng mà trong cái lúc quyết định sanh tử thì cái thời điểm đó nó lệ thuộc rất nhiều vào cái năng lực của mỗi người về tâm tu tập phát triển, về sự định tĩnh, về sự chánh niệm tỉnh giác. Lúc đó nó lệ thuộc vào điều đó rất nhiều. Sư nói ví dụ như thế này, hồi xưa sư có cái chuyện đi học đó, nó hay bị cái chuyện như thế này. Sư rất là may mắn, không biết tại sao, kể cả trong đời sống thế tục, lúc mà hồi xưa sư học ngoại ngữ, những vị thầy của sư học cũng toàn là những vị rất giỏi và có rất nhiều chỉ cho những cái kinh nghiệm gọi là xương máu ở trong vấn đề học tập và thi cử. Hồi đó sư học cái vị thầy của sư tên là thầy thầy thầy, thầy Nguyễn Đức Hùng. Thầy đó ở ở ở ở nói chung làm trưởng ở bên sở giáo dục đào tạo, coi về bên ngoại ngữ. Thì khi mà sư học để mà lấy ở Việt Nam nó hay có cái chứng chỉ ABC chứng chỉ ABC của đại học đó, đại học sư phạm đó. Thì lúc mà sư đang luyện ở trung tâm và đi học thêm với thầy đó, thì thầy ngoài cái việc học cơ bản ra, cái đó bắt buộc mình phải học rồi, chẳng hạn như ngữ pháp nè, rồi những cái bài đọc nè, rồi những cái kỹ năng nè, vân vân, nghe nói viết vân vân, đó là mình bắt buộc mình phải học hết. Thì tới lúc mà gần thi đó, quý vị, tới lúc mà gần thi chứng chỉ C á, lúc đó thầy mới dành ra một thời gian không học những cái kia nữa, không học những cái cơ bản nữa, mà thầy chỉ cho những cái kỹ năng để mà ứng đối trong lúc mà chúng ta thi. Có cái chuyện này nữa, đừng có nghĩ rằng là mình giỏi rồi, nhưng mà khi mà bước vào trong cái cuộc thi trên thực tế, quý vị, có những người giỏi rớt như thường, bởi vì gặp những cái chuyện nó ngoài cái nghĩ tưởng của mình và nó không có nằm ở trong sách vở, nhưng mà chúng ta ứng đối không có kịp lúc, nhất là trong khi khi nói nè, rồi thi viết nè, thi nghe nè, vân vân, thi pre-test nè, thì thầy chỉ hết tất cả những kỹ năng trong lúc thi pre-test là nên làm như thế nào. Chẳng hạn như sư nói ví dụ như đừng bao giờ mà ham lam mà nhảy vô làm từ số 1 trở đi theo thứ tự của nó đến câu số 100, bởi vì làm như vậy chúng ta sẽ không có kịp thời gian. Rồi thầy chỉ dạy thêm là chúng ta hãy bỏ ra 5 và 10 phút để mà đọc hết tất cả những câu pre-test từ trên xuống dưới trong vòng 5 và 10 phút đó, bỏ free 10 phút đó. Sau đó chúng ta sẽ làm những câu nào mà chúng ta biết trước, chúng ta hiểu trước. Sau khi đã làm xong hết những câu mà chúng ta biết chắc chắn trước rồi, lúc bây giờ quay trở lại câu chúng ta không biết, làm bằng cái cách phán đoán làm bằng cách phán đoán đó, chẳng hạn sư nói ví dụ như vậy. Thì ở đây, đúng quý vị, ở trong cái vấn đề mà đối mặt với sanh tử cũng vậy nữa, nó cũng giống như là một cái kỳ. Cho dù chúng ta có cái vốn liếng về thiện pháp, nhưng mà cái kỹ năng của mình trong việc đối mặt, giữ gìn bình tĩnh để mà mình ứng xử, làm cho những thiện pháp nó khởi lên được theo những cái ý muốn của mình, đây là một cái chuyện rất là khó khăn. Đây là một chuyện rất là khó khăn và đòi hỏi mình phải biết cách, thưa quý vị, biết cách. Chính vì thế mà chúng ta nên làm hai chuyện. Chúng ta nên làm hai chuyện. Nó sẽ thuận lợi hơn cho mình, không có phải bận tâm nhiều đến cái sự lo âu vấn đề khi mà đối mặt với sự chết, không biết mình sẽ đi đâu về đâu như thế nào. Thứ nhất là làm
Cái nền tảng cơ bản của thiện càng nhiều càng tốt trong khả năng phạm vi của chúng ta có thể làm. Đó là việc thứ nhất, ngăn ngừa những chuyện ác nữa, bao gồm cả trong đó luôn. Việc thứ hai là chúng ta phải rèn luyện kỹ năng. Thì kỹ năng nhất là niệm và tỉnh giác ở trong cái đời sống thường nhật của chính mình. Chúng ta phải rèn cái kỹ năng đó nhiều vào. Nếu như ai mà có được cái năng lực của định tâm, thiền định á, ngồi lim dim được, coi như là kể cả trong lúc mà mình đau bệnh mà mình vẫn có thể lim dim được, thì cái điều đó quá ok, quá tốt rồi. Nhưng mà dù không được như vậy, ít ra mình cũng phải được một cái kỹ năng. À, tuy không có được cái sự tập trung cao độ, nhưng mình cũng phải có được cái sự có thể quan sát được những gì đang xảy ra, à, một cách rất là thoải mái, bất chấp đó là lạc hay khổ, bất chấp đó là lạc hay khổ. Chúng ta ít ra mình cũng phải có được cái đó một chút, à, có được cái đó một chút, có nhiều thì quá tốt rồi, nhưng mà biết cách thôi, có được chút xíu thôi thì nó cũng rất là ok, thưa quý vị. À, cho nên đó là hai chuyện mà mình nên chuẩn bị trước. Nếu như mà mình muốn cho cái sự tái sanh của mình đó nó có phần nó chủ động hơn, à, thì quý vị làm hai chuyện đó. Ở trong giáo pháp á, theo cái danh từ chuyên môn đó là chúng ta một người mà trong cái quá trình sanh tử luân hồi á, cần phải bồi bổ hai cái hạt giống cho nó nảy mầm ở trong con người mình, đó chính là hạt giống hạnh và hạt giống minh. Nhưng mà nói như vậy á, quý vị, nhiều khi có những người người ta chưa có học thì người ta nghe nó hơi mồ khó hiểu quá. Hạt giống hạnh có nghĩa là làm thiện á, thưa quý vị, làm tất cả những thiện sự công đức gì mình có thể làm. Hạt giống minh có nghĩa là việc tu tập Vipassana Phawana, làm hai chuyện này. À, thì trong cái quá trình sanh tử luân hồi của mình nó sẽ có phần thoải mái hơn thôi, chứ cũng không dám nói tự tin đâu, bởi vì đối với phàm phu của mình có cái gì để mà được gọi là tự tin. Mình chưa biết là cái dung lượng về ác và thiện của mình chưa biết là cái nào nó hơn cái nào, cho nên mình đâu có dám nói là tự tin một cách hoàn toàn. Nhưng mà ít nhiều chúng ta cũng đỡ phải lo âu lắm, thưa quý vị. Không tin quý vị thử đi, quý vị thử tham dự một vài những cái buổi tu tập, cố gắng thực hành theo cái phương pháp hướng dẫn của các rồi xong giờ thử hàng ngày, kể cả trong lúc mà quý vị bị bệnh đó, hay đau nhức, hay có những cái vấn đề gì mà xảy ra ngoài ý muốn mà mình không có tránh được á, quý vị thử áp dụng cái phương pháp mà mình đã từng tu tập. Chúng ta sẽ thấy rằng lúc đó không có cái gì mà có thể đỡ đòn được cho mình nữa, chỉ có cái trạng thái mà mình đã rèn luyện tu tập nó mới có thể là nó đỡ đòn cho mình. Không ai giúp được mình trong lúc đó. À, đó là hai chuyện mà sư đã từng trả lời cho cái câu hỏi của cô Nguyên Trang hôm qua. Cô Nguyên Trang có PM hỏi sư về vấn đề đó, thì sư có trả lời là chỉ làm đó, làm hai rồi rồi. Bây giờ sư thấy cũng vừa phải lẽ thời gian rồi, cho nên phần còn lại xin trả mic lại cho lớp học Nam Mô Bích Thầy Giá. Nam mô Bụt Thầy Giá, mô Tham Ma và con xin kính tri ân sư Huy Niệm đã vào lớp ngày hôm nay, bạch sư, để giảng cho tụi con những cái bài học rất là quý báu. Và bây giờ con xin bàn tay của sư Thanh Tâm và kính sư có thể cầm mic để chúc phúc cho đạo tràng buổi tối nay không, bạch sư? Và con không biết sư có ở trước mic không ạ? À? Dạ, con xin kính thỉnh sư ạ. Dạ, mô Phật.
Trước hết thay mặt lớp học thành kính tri ân sư Huy Niệm rất nhiều, sư đã từ bi hoan hỷ giảng giải bài học hôm nay. Sư xin thay mặt chư tôn đức chúc phúc cho đạo tràng. Bá quá tú sắp bá măng gá lăng rắc khanh tú sắp bá đề quá ta sắp bá bút đà nu ba quê na sa đà so thị bá quanh tú tê bá quá tú sắp bá măng gá lăng rắc khanh tú sắp bá đề quá ta sắp bá đầm ma nu ba quê na sa đà so thị bá quanh tú tê bá quá tú sắp bá măng gá lăng rắc khanh tú sắp bá đề quá ta sắp bá sằng gà nu ba quê na sa đà so thị bá quanh tú tê. Cầu xin cho tất cả sự rủi ro của người đều được xa lánh, cầu xin cho tất cả tật bệnh của người đều được dứt khỏi, sự tai hại cũng chẳng có đến cho người, cầu xin cho người được sự an vui trường thọ. Cả bốn pháp chúc mừng là sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh, trí tuệ hằng thêm đến người, là người năng nghiêng mình lễ bái cúng dường đến Tam Bảo và có lòng tôn kính các bậc tu hành tinh tấn, nhất là bậc trưởng lão. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, gia nhờ ơi đức của chư Phật, gia nhờ ơi đức của giáo pháp, gia nhờ ơi đức của chư tăng, các sự thạnh lợi thường thường đến người. Và mô Phật kính xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị. Dạ, bây giờ mời Nguyên Như nha. Xà thụ xà thụ xà thụ. Dạ con xin thay mặt lớp học kính tri ân sư Thanh Tâm đã thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng ạ. Dạ bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ đề hoa ta san ti vi ha ra hoa si ni thủ bê kha rê bồ thi kha rê ta hình ta hình. Ta tham ma đa ni na pha văn tu pu chi ta so thân ca ron tê tha vi ha ra măng đa lê. Thế ra cha mắn cha na hoa ca cha tình kha vô xa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca. Gamma cha đề sa ni gamma cha y sa ra sam ba na phu ta sukhi ta pha văn tu tê. Cha la bu cha ye bi cha an đa sam pha hoa san se đa cha ta tha vô pa pa ti ca. Ni ya ni căng tham ma hoa răng pa tình cha tê sam bê bi đúng kha sa ca ron tu sang kha yang. Tha tu chỉ rằng sa tăng tham mô tham mắn tha ra cha bùng ga la sang phô hồ tu sa mắng gồ. Hoa ăn thà gia cha hi tà gia cha âm hề rằng ga tu sanh tham mô. Sam bê bi tham ma cha ri nô vua thân sam ba bù này cha ma tham ma ri yam ba quê. Đi tê. Y đằng nô nha thì nàng hồ tu su hoàn tu nha ta vô y đằng nô nha thì nàng hồ tu ta hoàn tu nha ta vô y đằng nô nha thì nàng hồ tu su khi ta hoàn tu nha ta vô y đằng quá ta mê buồn nhằn à sa quá khá già quá hằng hồ tu á nà gá tề cà lề. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Và Nguyên Như xin hẹn lại chư vị vào chương trình học ngày mai sẽ là ngày của huynh Kinh Minh Lăng Đa dạy học như dự pháp lớp căn bản và giờ là sáng thứ bảy Việt Nam từ 7 giờ rưỡi cho tới 9 giờ rưỡi vào buổi sáng và tối thứ sáu ở bên Mỹ cũng là 8 giờ rưỡi cho tới 10 giờ rưỡi như thường lệ. Nguyên Như xin kính chào toàn thể chư vị và xin hẹn lại trong buổi học ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.